Bằng các biện pháp nghiệp vụ và công tác nắm tình hình, vào chiều tối ngày 3 tháng 11, trên chục cán bộ chiến sĩ thuộc phòng hình sự công an tỉnh Cà Mau đã chia làm nhiều mũi, kiểm tra và bắt quả tang nhiều đối tượng, trong đó có cả nữ, đang tham gia đánh bài ăn tiền tại khóm Sa Phô, thị trấn Nam Căn, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau. Tại phòng ngủ của Lâm Minh Tuấn có 13 đối tượng, trong đó có 4 nữ liên quan đến hành vi đánh bài ăn tiền đã bị tạm giữ. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 43 lá bài tay đã qua sử dụng, 50 bộ bài tay chưa sử dụng, 13 điện thoại di động, kiểm tra trên người các đối tượng và xung quanh chiếu bạc, tạm giữ số tiền trên 170 triệu đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu, Lâm Minh Tuấn sinh năm 1969, ngụ xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, cùng đối tượng PVN, ngụ xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tổ chức cho các đối tượng khác đánh bài ăn tiền tại nhà của Tuấn tại ấp Sa Phô, thị trấn Nam Căn, huyện Nam Căn để thu tiền. Trong đó, các đối tượng đang tham gia đánh bài ăn tiền thì bị lực lượng phòng cảnh sát hình sự bắt quả tang. Hiện vụ việc đang được các đơn vị liên quan phối hợp tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.